Chào các bạn, hiện tại mình đang ở cái hội chợ Ốc Cóp Thương mại huyện Tiên Yên năm 2019 các bạn. Ở đây là cái trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc các bạn. Ở đây là huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Mình sẽ vào bên này nhé. Hội trợ tổ chức tại quảng trường trung tâm văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc Tiên Yên. Vâng, tham gia hội trợ có rất nhiều gian hàng đến từ 63 tỉnh thành, cũng đang ngàn mặt hàng đa dạng về mẫu mã phong phú về sản phẩm. Các gian hàng quần áo thời trang, quần áo mùa đông, chăn ga, gối đệm, đồ điện, đồ gia dụng. Tức mừng chào đón quý vị tại trung tâm văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc Tiên Yên. Và tối nay đêm ca nhạc đầu tiên quy tụ các ca nghệ sĩ trẻ đẹp đến từ hai miền Nam Bắc đảo Quốc gia Việt Nam. Các nghệ sĩ tiếp hỗ trợ sản phẩm cả ngày và đêm không bán vé. Ở đây bánh ngon, ở đây có rất là nhiều bánh, ở đây nhiều lắm. Còn là nước mắm này. Bát. Thế là 19 giờ lắm. Hả? Đây có các đặc sản này, các bạn xem này, rất nhiều đặc sản ở đây. Nhiều đặc sản ở đây lạ thật các bạn. Ở đây có dao nữa nhỉ. Cái dao này có giá là 180.000 các bạn. Đá mài nữa này. Đá mài dao các bạn ạ. Đấy. Ở đây có trình bày các đồ gỗ ở đây các bạn, đồ gỗ mỹ nghệ này được khắc họa rất là đẹp nhờ. Ở đây là quần áo này các bạn, rất là nhiều quần áo ở đây, hầu như là các vật dụng gì cũng có ở đây, có cả máy cắt cỏ nữa các bạn, gậy đánh gôn này đấy. Cái này là trưng bày những cái gian hàng trưng bày ấy của 63 tỉnh thành các bạn ạ, đều có ở trong cái hội chợ này. Đây là có những cái mũi khoan này các bạn, từ khoan bê tông đến khoan gỗ các kiểu rất là nhiều. Ở đây là có các thuốc đông y, là thuốc tây y gì đó rất nhiều các bạn, như là trị táo bón này rất là nhiều, mất ngủ này đấy, yếu sinh lý này đấy, hôi chân tay hôi miệng thì có rất nhiều đó, rất là nhiều. Ở đây là hầu như được trưng bày rất là nhiều các gian hàng các bạn. Đấy, có những cái vị thuốc rất là gia truyền ở đây. Đấy. Chuyên bán hàng Nhật Bản này các bạn. Đây là có rất là nhiều giày ở đây nhỉ. Anh bán giày đây à anh? Bán giày à? Giày cũ anh ạ. Giày cũ à? Vâng. Giày này có thương hiệu không anh? Ở đây có rất nhiều thắt lưng các bạn ạ. Rất là nhiều thắt lưng nhỉ.
đây có những cái điều khắc được làm bằng cái đồng, các bạn xem này. Đấy. Toàn là những cái điều khắc. Ở đây là khai mạc cái hội chợ Ocon kết hợp với cái thương mại huyện Tiên Yên các bạn. Tiên Yên ngày 22 tháng 11 năm 2019. Hiện tại là chuẩn bị bắt đầu cái buổi tối khai mạc các bạn, chuẩn bị bắt đầu thôi. Rất là nhiều quần áo, mình sẽ qua cửa hàng quần áo bên này. Đó. Ở đây có ném này, ở đây có ném bóng này. Đấy. Trúng không anh? Trúng không, ném trúng không? À, đợi tí. Đây là ném bóng này các bạn. Wow, ném bóng được gấu. Đấy, có những cái con gấu mùa đông này, bạn nào mà chưa có gấu ấy có thể là đến đây để ném bóng luôn. Đấy. Oa, chiều đi. Chiều đi. Vui chơi có thưởng. 6-7 hay là ném cơ, đúng cơ. Còn nếu mà này em chơi lần nữa, nếu không được con to mà em được con 6-7 này cho em cầm trước. 7-8 Rồi sát tay vào. Vâng, vâng. Nếu không được con to mà em được con 6-7 này. Đây là bán là các bạn ạ, ở đây là có bán những cái đồ máy, chủ yếu là những cái đồ cũ thôi nhỉ. Hàng đây là hàng Nhật nhưng mà nó là hàng cũ các bạn. Ở đây hôm nay là báo là 19 giờ khai mạc các bạn, 19 giờ khai mạc nhưng mà hiện tại đã là 19 giờ rồi nhưng mà chưa đến buổi khai mạc. Ở đây là khu gian hàng của chợ của huyện Đông Triều này các bạn. Huyện Đông Triều này, ở đây là có rất là huyện. Huyện Đông Triều, huyện Vân Đồn này, Cẩm Phả này. Đấy. Ở đây là có huyện Bình Liêu này. Bình Liêu này, đây là một huyện là của Quảng Ninh thôi nhá các bạn nhá. Huyện Bình Liêu này nó sẽ giáp với cái huyện giáp sẽ với tỉnh Lạng Sơn các bạn ạ. Ở đây là huyện Hoành Bồ này, chưa có gian hàng gì trưng bày cả ở đây cả. Ở đây vẫn là gian hàng của huyện Đông Triều này. Trưng bày thì mình nghĩ là ngày mai mới có những cái sản phẩm trưng bày ở đây nhiều đúng không ạ? Ở đây là ít rồi. Bây giờ nó chưa có không ạ? À hết rồi. Mình sẽ qua bên này nhé. Ở đây là miến này. Bên này đi.
hết rồi. Ở đây có các món ăn này. Đấy, các món ăn được làm từ hoa quả và hành gì. Đấy, rất là ngon nhở. Bạn nào mà muốn chiêm ngưỡng những cái đặc sản, những cái sản vật, các bạn có thể đến với cái hội chợ này nhá. Để khám sức khỏe. Cái này gian hàng 25 3 ba lượng mà chọn đi nào chỉ có 25 3 mà 3. Ở đây là những cái hàng quần áo các bạn ạ. Những cái quần áo, những cái thời trang ở đây rất là nhiều. Hả? Ờ. Giày đẹp chứ, có cả giày các bạn nữ, bạn nam có giày hết các bạn ạ. Những cái giày này nó sẽ được khuyến mại cũng như là giảm giá rất là nhiều. Ở đây có giày nữ này, đấy. Hầu như rất là nhiều quần áo này, đấy, có tất cả những cái loại quần áo. Đấy. Và những cái dầu gội gì. Ở đây có các loại me thái này, đấy, táo gì đây rất nhiều các bạn ạ. Đấy. Nho này, đấy, mận này, mơ này, đấy có rất là nhiều. Rồi, qua bên kia đi, qua bên kia đi. Đi đi, đi. Đó. Đây có những cái ấm, cái thích này các bạn. Kính thưa toàn thể các quý vị thân mến, chỉ còn ít phút thời gian nữa thôi là buổi lễ khai mạc Hùng Vương sẽ chính thức được diễn ra. Xin chào kính mời toàn thể các quý vị đại biểu. Có rất là nhiều cái áo này. Chúng ta cùng nhanh chóng tập trung tại khu vực trung tâm sân khấu chính để chuẩn bị đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng cho buổi lễ khai mạc cho buổi tối ngày hôm nay. Đặc biệt cho buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ được giao lưu gặp gỡ với những ngôi sao ca nhạc đặc biệt nhất hiện nay. Ngôi sao ca nhạc Lâm Nhật Vũ, ngôi sao ca nhạc Giáng Ngọc, ngôi sao ca nhạc Thế Hưng cùng với ảo thuật gia đến với chúng ta từ Liên đoàn xiếc Việt Nam, ảo thuật gia Duy Khánh. Tin chắc sẽ đem tới cho quý vị một chương trình nghệ thuật thật là lung linh, đa sắc màu trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, trân trọng kính mời toàn thể các quý vị còn đang có những cái đồ mối chợ hay đồ đang tham quan mua sắm tại các gian hàng. Kính mong quý vị sẽ bớt chút thời gian của mình tập trung tại khu vực trung tâm sân khấu chính của chúng tôi để chuẩn bị đón xem chương trình nghệ thuật của chúng tôi trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn. Kính đẹp nha nhỉ. Đây là những cái trò chơi, những cái tàu lượn, xe lượn này các bạn. Rồi. Đó, bây giờ đến đây là cái khai mạc cái hội chợ OCOP kết hợp với thương mại huyện Tiên Yên năm 2019. Chuẩn bị bắt đầu khai mạc các bạn ạ. Cái hội chợ này sẽ được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 năm 2019 các bạn. Đó. Các bạn thoải mái, các bạn đến đây vui chơi khám phá cũng như là du lịch ở đây. Ở đây là huyện Tiên Yên thì các bạn đã biết huyện Tiên Yên ở đâu chưa ạ? Huyện Tiên Yên là ở Quảng Ninh các bạn nhé. Ở đây có trưng bày rất là nhiều các sản phẩm ở đây nhé. Đến đây thì mình sẽ kết thúc tập thể các quý vị thân mến và để chào mừng cho buổi lễ khai mạc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị sẽ được giao lưu và gặp gỡ với những giọng ca, những ngôi sao ca nhạc đang được ưa thích nhất hiện nay đến với chúng ta từ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi sao ca nhạc Giáng Ngọc, ngôi sao ca nhạc Lâm Nhật Hùng, nam ca sĩ trẻ Thế Hưng và ảo thuật gia Duy Khánh. Tin sắc sẽ đem tới cho quý vị một chương trình nghệ thuật thật là đặc sắc, lung linh, đa sắc màu trong buổi tối ngày hôm nay. Chỉ còn ít phút thời gian nữa thôi là chương trình nghệ thuật của chúng tôi sẽ chính thức được bắt đầu. Trân trọng kính mời toàn thể các quý vị còn đang tham quan mua sắm tại các gian hàng của hội chợ. Kính mong quý vị sẽ bớt chút thời gian của mình di chuyển tập trung tại khu vực trung tâm sân khấu chính của chúng tôi để chuẩn bị đón xem chương trình nghệ thuật của chúng tôi sẽ được diễn ra trong ít phút thời gian nữa. Xin chân thành cảm ơn. Đó, đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Mình sẽ cập nhật lại với các bạn một số video hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.